cá heo nước ngọt miền Tây thường xuất hiện vào mùa nước nổi, từ tháng 7 đến tháng 10 âm lịch, ở những nơi có dòng nước chảy mạnh. Loài cá này kích thước lớn nhất cũng chỉ to bằng 3 ngón tay người lớn. Thân cá có màu sắc khá đặc biệt với lớp da trơn bóng. Phần đuôi có sự phối hợp của nhiều màu xanh đỏ và cam, nhìn rất đẹp. Điểm đặc biệt của loài cá này là mỗi khi bị bắt từ dưới nước lên, cá thường phát ra tiếng kêu ép ép như tiếng heo kêu, nên người dân miền Tây thường quen gọi tên là cá heo. Cá heo nước ngọt có thân hình mỏng, ít thịt nhưng bù lại thì cá thơm ngon, da dày rất béo, được mọi người ưa chuộng nên có giá khá cao. Trước đây thì cá heo nước ngọt có đầy trong tự nhiên, nhưng giờ đây đã được nâng tầm thành đặc sản, có giá lên tới 800.000 đồng 1kg. Do giá trị kinh tế của cá heo nước ngọt khá cao, nên hiện nhiều người đã mở rộng mô hình nuôi cá heo thuần chủng, thu tiền tỷ mỗi năm. Cá chỉ cần nuôi từ 7 đến 10 tháng là có thể bán thương phẩm. Bình quân 1kg cá giống sau nuôi sẽ cho thu 3kg cá thịt thành phẩm. Thức ăn chính của cá heo là cám trộn với cá sông sống xay nhuyễn. Cá heo chế biến món nào cũng ngon như kho sả ớt, nướng muối ớt, nấu lẩu cơm mẻ, kho ngót với lá me non.